Yeah, thấy đời Hạ Quân nó gấp rút, không có thể là bê trễ hay là chảnh mãn mà qua với cái câu mà Đức Thầy nói: mãn còn tư lự tình tang, hay là muốn tu mà còn đợi chiều mai. Để nhắc lại một vài cái phần tử gọi là cơ trời theo cái định luật, để rồi chúng ta có một vài cái kinh nghiệm để tu tập tiến tu mau, để cho kịp cái thời kỳ Long Hoa đại hội rất là cận kề. Đó, thành lỡ ra chúng sanh thường hay bê trễ hay là đổi dời nhiều cái tâm tánh, xa đi cái đạo đức làm người, cái nhân đạo, cái Phật đạo, rồi để chảnh mãn trong một cái thời kỳ Hạ Quân mạt pháp mà Đức Thầy đã báo trước và trong cơ mầu đã chỉ rõ, để rồi chúng ta tinh tấn tu tiến cho kịp cái thời Long Hoa đại hội. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa với tất cả quý vị, nghĩa là bà con đồng đạo, vì tất cả, nghĩa là để rằng đó là cho chúng tôi nói lên một vài cái điều, một vài cái câu có ý nghĩa trong Phật pháp và cái đoạn cùng cuối của buổi Hạ Quân, và để nói một vài chi tiết rồi mới đến một cái phần coi như là Đức Thầy đặc biệt gắn cái phần mà gọi là thiền tịnh, là song tu để đồng đăng bỉ ngạn, để rồi mình giúp ích cho nhau một cái vài cái trí nhớ để trở lại với cái bổn phận, cho nó kịp cái thời buổi là tên bay này. Cũng như Đức Thầy nói, việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thoi đưa, trời sáng ra rồi kế lại, thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chóng đổi thay. Xin thưa tất cả quý vị, chúng tôi hôm nay cũng có một cái ý nói như thế này, đọc lên những cái câu giảng của Thầy, của Phật, để nhắc qua một cái thời kỳ cùng cuối của buổi Hạ Quân, mà như thế nào để nó có một cái tôn chỉ đặc biệt căn bản, để rồi chúng ta lo sợ mà tu tiến cho kịp cái buổi Hạ Quân. Xin thưa với bà con, đọc qua những cái câu giảng của Đức Thầy, cũng như Đức Thầy nói: dạy đạo đức người tu rạng lý, mong cho người hữu chí làm theo. Dạy đạo đức người tu rạng lý, mong cho người hữu chí làm theo, không làm thì ắt mang eo, làm xong thì vượt khỏi qua đèo trong gai. Hay là: thi với phú thần tiên giáng bút, bởi cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành sẽ gặp cảnh vui mừng tại thay. Thưa quý vị, qua những cái câu giảng kinh mà Đức Thầy muốn nhắc nhớ cho mình, để là mình dục thúc cho mình tu tiến tu mau, và muốn nhắc nhở lên những cái lời của Phật tiên thần thánh: thi với phú thần tiên giáng bút, chứ không phải là người thường. Thì thưa với tất cả, hôm nay là buổi Hạ Quân mạt pháp mà Đức Thầy đã nói ở trong kinh điển cho chúng ta biết hết là như thế này đó: Hạ Quân nay đã hết đời, nghĩa là phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, nghĩa là cũng như là Hạ Quân lòng dạ đổi giờ, nghĩa là không có còn một cái chân lý gọi là cái đạo làm người, hay là mà Đức Thầy dạy là phải xong rồi phải tu lên tiên và Phật, tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Thì bây giờ muốn trở lại với cái căn bản đạo đức của nguồn gốc xưa nay gọi là văn hóa của tổ tiên nguồn cội, để rồi nhắc nhớ đáo lại cho kịp với cái thời buổi nhiễu nhương này, quá thế mê say theo vật chất văn minh cặn bã, rồi mình đi lạc đi cái đường hướng, nghĩa là gốc gác của tổ tiên. Hôm nay Đức Thầy muốn nhắc lại để cho chúng ta tỉnh hồn, nghĩa là quay trở lại cho kịp một cái thời buổi nhiễu nhương. Đức Thầy nói: cũng gốc người thượng đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về chốn cũ cho mau gần Phật tiên.
À, như vậy thì hồi cái thời xưa, hồi cái lúc mà Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế cho 96 ức linh căn xuống trần, mà cái thời buổi đó là thượng nguyên, à, trái đất này tròn, trái đất này chắc, trái đất này là thật là tốt tươi, thì con người của mình sanh ra hồi thời đó cũng rất là đẹp đẽ, tươi vui, hành theo đạo Phật, đạo nhân một cách chắc thật. Thì hôm nay đến cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp, muốn nói ngay cái là vũ trụ của cái quả địa cầu sắp tiêu diệt, thì bây giờ mới gọi là hạ nguyên nay đã hết đời. Mà Đức Thầy là cổ Phật ra đời, Đức Thầy đã cho chúng ta biết hết theo cái từng quần tạo hóa, không thể ngừng nghỉ, nó sẽ đi một cách tự nhiên, không có ai mà ngăn cản được hết. Mặt trời đứng bóng thì chế, mặt trăng tròn thì khuyết, vật gì thành lắm thì chi. À, xin thưa quý vị, tôi xin nói một vài cái câu chuyện và một vài cái đoạn giảng để muốn nhắc lại một cái lịch sử mà xưa kia nó Đức Phật đã lập lại cái đời Thượng Nguyên Thánh Đức hôm nay, và chúng ta muốn nhắc lại cái lời truyền thừa của Đức Ngọc Đế nó dạy cho chúng ta một cái căn bản gọi là chiếu chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà xưa kia ngài Lý Thường Kiệt khi mà phá Tống Bình Chiêm, ngài đã nhắc lại cho nhân dân tộc Việt Nam, cho thế giới đều biết, Nam Đế Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư, Như Hà nghịch đổ lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khang thủ vệ hư. Muốn nhắc lại những cái lịch sử truyền thừa này để chúng ta biết được cái dòng giống của Việt Nam, và chúng ta biết được Đức Thầy ra đời này, Đức Thầy là cổ Phật ra đời, Đức Thầy đã biết hết cái nước nhà, cái nguồn cội, để rồi chúng ta đến cái thời kỳ mà lập quốc trở lại, thì đây là đời hạ nguyên mạt pháp, để chúng ta biết được mà lo tu tỉnh một cách chắc thật, để rồi tiến đến đây là Phật Di Lặc sắp ra đời, Đức Thầy sắp về, vua Minh Vương sắp xuất hiện, để ta dựng cuộc hòa, để cho Phật dựng cuộc hòa minh khắp đại đồng, để cho chúng ta hưởng cái đời Thượng Nguyên Thánh Đức sau này mà các chư Phật thần thánh đã lập, đã khai mở, để cho tất cả chúng sanh được truyền thừa, được hưởng cái phước thừa sau này. Thì Đức Thầy mới ca khúc Khải Hoàn để chúng ta thấy biết được cái thời đó. Thì bây giờ phải làm sao? Nó phải lo tu tỉnh trở lại cho mau. Nghĩa là không phải chần chờ người xưa, mà Đức Thầy nói giống xưa tiên cảnh tuyệt vời, mà nay đã lạc đạo đời nhút nhơ. Đó, thành tử ra mấy lâu là chúng ta là con rồng cháu tiên, mà hôm nay đã bị cái văn minh vật chất của một cái thời đại nhiễu nhương này lôi kéo chúng ta vào con đường tội lỗi, mê sai mê đắm theo bả lợi danh mùi phú quý, rồi bỏ xa cái đạo đức. Thì hôm nay trước khi muốn nói lên cái chỗ mà cải sửa tâm tánh để trở lại cái nguồn gốc mà Đức Thầy đã báo, tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Thì kính thưa tất cả ông bà, rồi chúng ta theo cái trình tự con người lớn lên, sanh ra lớn lên rồi già rồi bệnh rồi chết, thì cái cuộc của trái đất này nó cũng vậy. Khi mà khai thiên lập địa rồi nó tư tốt một thời gian, rồi nó ở một cái chỗ thế bình là yên ổn, thật là vững chắc. Rồi bây giờ đến một cái thời kỳ nó tàn hoại, quả địa cầu nó mất, sắp hư mục, nó sụp đất chỗ này, nó sụp đất chỗ kia, giờ bão tố, nó là đủ cái chuyện nó xảy ra coi như ly kỳ ở trong cái xã hội hiện đại. Thì thưa tất cả quý vị, thì cái đó nó cũng nằm trong một cái cơ tận diệt. Nó thành thử ra chúng ta sống trên đời này, chúng ta thấy đủ mọi mặt hết, nhưng mà nhất là cái thời buổi hạ nguyên này, chúng ta để đi lại một cái căn bản giáo lý đó, thì hồi 2019 đó, giờ 2020, giáp tý niên, giáp tý định ngày, chúng ta nói giáo lý Phật Pháp thì nó vô cùng vô tận, không thể nào mà có cái chỗ mà nó hết được.
Thành thử bây giờ chúng ta muốn nói ngay cái mốc đó là năm Giáp Tý, một ngày 2019-2020. Tất cả chúng sanh, chúng ta ăn Tết mới có tới mùng 3. Thì dịch Vũ Hán ở là bên Tàu nó xuất hiện. Cái tiếng dịch Vũ Hán này nó nổi lên, nó làm cho một thế giới chấn động ly kỳ, không phải là đơn giản. Cũng như một cái trái bom khổng lồ, nó nổ lên một cái làm cho người ta sợ một cái chết khủng khiếp qua dịch Vũ Hán vừa rồi. Đó, rồi đây rồi nó cũng còn tiếp diễn lần thứ hai. Đó, mà nhưng theo cái lệnh mà Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, nghĩa là đã trừng trị chúng sanh, đã chết với cái số lượng là bao nhiêu. Đó, nhưng mà mới có một khoảng mấy tỷ dân, mấy tỷ chúng sanh ở trên hoàn cầu thế giới. Thì hôm nay Đức Thầy mới nói trong kinh điển để cho chúng ta biết được đó. Thì ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Nghĩa là còn cái số bao nhiêu nữa để rồi tận diệt hết cái bọn ác, cái người mà ở trên thế gian đã gây tội, đã tạo nghiệp. Đó, mà bây giờ nói theo kinh điển của nhà Phật thì Phật trời Phật thương người lo độ tận, muốn cho giải thoát thì phải tu thân, chứ trời Phật không bao giờ giết ai, không bao giờ hành tội ai. Mà cái hành tội, cái giết này chính là chúng ta đã tạo nghiệp bất lành. Thì cái nghiệp này do chính ta tạo, giờ chính hoại diệt chúng ta, chứ trời Phật thương người lo độ tận. Trời Phật không có hủy diệt ai, một bất cứ là một chuyện gì, bởi vì trời Phật thương người lo độ tận, muốn cho giải thoát phải tu thân. Thì chúng ta phải tu thân thiện tính ráng chuyên trần, lục tự di đà giữ tứ ân. Đức Thầy, Đức Phật, Đức là Ngọc Đế đã có một cái ý chỉ và có một cái điều lực đặc biệt, nghĩa gọi là trời Phật thương ngự là lấy một cái căn bản giáo lý đặc biệt là giáo lý tình thương, là từ bi hỷ xả để đem mà cứu độ chúng sanh. Nên chi Đức Thầy có cái câu thiên ý không riêng mối đạo màu, rằng truyền yếu lý nhiệm cao sâu, chuyển miền nam địa càng thâm diệu, lọc lẽ tà tâm sự đứng đầu. Thì xin thưa với tất cả quý vị, Đức Thầy chúng ta là cổ Phật ra đời, sợ mới tính mới toán, một cái thời gian gấp rút để rồi là nó đến với mình trở tay không kịp. Để rồi mình không có thực hiện được cái pháp môn tịnh độ, đi đứng nằm ngồi giữ được ở trung tâm tự tánh di đà duy tâm tịnh độ rồi một chút nữa nè. Nghĩa là thấy máu đào rơi qua liền năm nước chật đàn, qua lộ dân giáo là máu tràn như sông. Quý vị hồi đó giờ có thấy máu tràn chưa? Máu tràn mà như sông là quý vị thấy một cái là hổ không? Chừng đến việc đời là châu đốc quyết lưu. Đó, rồi đền vàng xuất hiện đầu đen, từ Xà Toán ra tới Vinh Ông, đưa ra tới láng Bảy Thưa ông Tà. Thấy tàu ngốt mắt thay là, thấy sọ người rớt khác nào mù u, thay nằm sắp lớp rùi bu, trùng sụp rùi đánh ầm ầm thấy ghê, máu người chảy xuống ê hề khác nào nước suối mà chảy ra ầm ầm. Thì thôi quá thế, khủng khiếp luôn, không có đường nào mà diễn tả nổi. Thành thử ra Nam Mô Và Phật, quý vị nhớ không? Chừng đó không có nhớ niệm Phật mà nhớ chết không? Nhớ khổ, hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đưa ra. Khổ với thảm ngày nay có mấy sợ ngày sau, dòm thấy bay hồn, hồn bay chân quần sao không bận mà lại quên ở chuồng đó quý vị. Giặt giả chạy đà cúng cẳng đó, té ngã lăn chân thẳng chân dùng. Mình dòm sao mình thấy người ta chạy mà người ta ở chuồng không, tại vì chạy sức quần mà không hay. Giờ bây giờ dòm lại mình cũng quần không có nữa. Quý vị thấy một cách khổ mà khủng khiếp luôn. Hồn bay phách tán, làm sao nhớ Nam Mô Đà Phật. Bây giờ mà không tập, không luyện, chứ bây giờ cái thần thức của mình làm sao mà mình nhớ được. Bây giờ nhớ là một cái câu chuyện hơi linh tinh chút xíu nghe quý vị cho mình. Đấy, hôm trước mình bệnh, cũng là bị chóng mặt say sẩm rồi mới đưa xuống bệnh viện. Cái tôi gặp một ông già này nào, hồi đó không biết ông bắt cóc bắt nhái ảnh ương gì, ông mượn thịt nhiều dữ lắm gì, ông bẻ giò cắn đa dữ lắm hay gì. Bây giờ hai cái giò của ông nó quá thế nhất đi, mà ông có hai thằng con. Tôi nằm bệnh viện, tôi nằm kế bên ông vậy nè.
cái ông nhấc qua thứ nhất cái giò ông cái ông kêu trời ơi trời chết đi cho dầu chết mất đi chứ quá khổ và quá đau. Mà cái thằng con mấy thằng con nó mới theo ông Thò nuôi ổng á, mà thằng con ổng mà chụp tới cái giò chụp tới cái giò cái ổng một cái giò ông kéo vô kéo ra, cái hai kéo vô kéo ra gì ông đếm ba, ông đếm tiền nào tới 20 cái đó thì thôi làm như nó cũng quên, nó bớt cái đau một chút, cái em để xuống im thì bắt đầu nó đau nữa là ông dên ông khóc ông kêu trời nữa. Thì thằng con miễn chụp vô cái giò ông bắt đầu ông đếm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười tới 20 thì dứt, mà cứ làm vậy hoài mà nó nhập tâm ông luôn, miễn chụp giò là đếm một, chụp giò là đếm một. Cái bữa đó tôi ở gần tôi nói ông lão ơi ông lão bệnh là do nghiệp hồi đó ông bắt cóc bắt nhái ông bẻ giò bẻ cả người ta dữ lắm, bây giờ nó đau ông quá thể đau phải không, thôi bây giờ ông chuyển lại cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật ông cứ niệm Phật vậy nhắc ông con á, miễn khi mà chụp giò ông cái nang là nhắc chơi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Sao mà lúc đó có cái cô y tá lại tới cái buổi bị chích thuốc, cái cổ mới nghe lăn xăn lộn xộn dù việc gì cô ảo bị ông dên tới đau nữa buông ra là ông dên dên ông trời ơi chết chết bức cho đầu quá đau rồi. Cái cô đó mới nói ông ơi là bây giờ niệm Phật đi ông. Cái cô y tá đó cũng có cái duyên cũng... niệm Phật đi ông. Cái cô y tá nó cũng nhắc nhở gì đó, cái ông bắt đầu ông niệm cái miệng ông niệm hoài niệm liên tục. Cái cô nhớ cái cô y tá nói có một cái lực, bởi vì mình đang bệnh mình đang trị trị bệnh chữa bệnh tiêm thuốc chích làm cho người ta hết bệnh đó, mình nói nó có một cái lực vô cùng tốt hay. Ông nghe bị cô y tá này chích thuốc ở ngoài đó, ông nghe ông nhớ niệm Nam Mô gì rồi lâu lắm mới mới trở lại cái dinh thang. Thì bây giờ nó ngộ có một cái, bây giờ ông phải nhớ nghe chuyển lại nghe chuyển lại cái câu Nam Mô A Di Đà Phật chứ ông con mà ông chụp cái giò cái ông bắt đầu ông đếm một là cái đó nó đau quá đau thành nhập tâm, nhập tâm ha, phải bây giờ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật phải làm cho nhập tâm đó. Niệm Phật là được giải nghiệp giải hết tất cả các tội nghiệp cho mình, vừa được giải thoát rồi được vui vẻ vô cùng quý báu luôn. Thì xin thưa với tất cả bà con muốn nói lên một cái câu nói đó để mình nhập tâm, tâm của mình là Đức Thầy dạy, Đức Thầy nói đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên không đợi gì giờ khác. Thì xin thưa với bà con mình có cái sự hiểu biết này một chút xíu hen, nhắc cho bà con mình đầy đủ có cái duyên thì nhắn cố gắng thực hành. Bây giờ cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thầy mình dạy, thầy mình là cổ Phật ra đời không phải là người bình thường, đó là lãnh năm sắc lệnh Phật A Di Đà Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Quan Âm Nam Hải Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Minh Vương, là ngày lãnh năm cái sắc lệnh lớn một cái vô cùng tận, mà ngay bây giờ mới có một sứ mệnh muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đầu lãnh là Phật A Di Đà ở bên Tây Phương truyền cho đức thầy mình cái pháp môn đặc biệt đó, mà hai pháp môn thiền và tỉnh, thiền là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tịnh là Đức Phật A Di Đà, một pháp môn là tự lực một pháp môn là tha lực, mà hôm nay đất nước Việt Nam mình có cái duyên Phật ra đời là Đức Thầy chúng ta, bây giờ Đức Thầy dạy chúng ta dạy ngay tín đồ Phật giáo Hòa Hảo dạy cho bá tánh trên cái hoàn cầu thế giới này ai có cái duyên thì làm đúng thì nên, thì thành thử ra Đức Thầy dạy đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên không đợi gì thời khắc. Bây giờ các tổ mới dạy như thế này nè, thân mình còn sống thì ngồi chẳng nằm, mà khi chết là nằm chẳng ngồi, đó là đồ xương thịt túi, sao luống lập công phu, mà công phu là ở ngay cái chỗ mà trí huệ bát nhã Phật pháp cho mình. Bây giờ mình quân tập một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, một câu mà thành công như vậy là chúng ta có thể là nhập tâm được. Bây giờ nhập tâm đến cái chỗ để tôi đọc một cái bài này quý vị nhớ rồi là cũng như nhập tâm đó. Niệm chữ Di Đà lòng thành phát ra như cá trong nước Phật tử trong ta, chim bay mô Phật thú chạy ma ha, tư cười di lạc lặng lẽ Thích Ca, mưa tuôn lục tự sấm chớp Di Đà, cả trời Phật hiệu Phật đông hằng hà, Phật đầy trên cực lạc, Phật khắp cõi ta bà ai người tỉnh ngộ tiếng cười liên hoa,
Cười Liên Hoa hiện ra hình ảnh khắp mười phương trong ánh sáng vàng, niệm chữ Di Đà thuần rõ biết, khắp trời đâu cũng Phật Như Lai. À, thành thử ra nó nhập tâm được, uống nước niệm Phật uống vào, ăn cơm niệm Phật chỗ nào cũng tu. Bây giờ theo cái tôn chỉ nhà Phật tôi làm nó cũng hơi quen quen, cái vụ việc giống gì à, chiều cúng nha, thay nước cúng rồi đàng hoàng đó, là tôi uống vô ba hớp Phật Pháp Tăng à, uống vô Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, giờ uống vô sáu cái hớp nữa, Nam Mô A Di Đà Phật là lục tự Di Đà. Nó thành thử ra nó quân tập rồi bắt đầu mình sẽ nhớ nó một cách đặc biệt, không phải là đơn giản. Quý vị ai có tâm nghĩa là làm theo, nghĩa là đi đứng nằm ngồi giờ phút nào chân cũng nhớ A Di Đà Phật, tới người ta phơi quần phơi áo, tới người ta đi tiểu đi tiện người ta cũng nhớ về hướng Tây. Nó thành thử ra giờ phút nào tâm thần chúng ta cũng hiển hiện, không có sai khác được. Bây giờ chúng ta cố gắng tập luyện thì sẽ thành công, đạt kết quả mỹ mãn. À, xin thưa với tất cả bà con, mình cũng nói đơn giản một vài điều ở trong một cái chuyện đời chuyện đạo, để cho chúng ta quân tập tinh thần lại, để quy tụ vào pháp môn tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng thọ, Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng quang, Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng công đức. Cũng như cái đạo trường sanh bất tử Đức Thầy đã đặt cho mình, nghĩa là không có chết nữa mà là sống vĩnh viễn trường tồn. À, bây giờ Đức Thầy mới dạy cái cách này để cho chúng ta thấy nha, trong cái kiếp sống này phải tìm cho ra cái chân tánh. Ngoài cái trần thế này nó còn có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. À, thành thử ra bây giờ cái Phật tánh của chúng ta ở trong ta, mà Đức Phật nói các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Mình vì mê theo một cái là âm thanh sắc tướng mà mình chạy theo, nên chi chúng ta không thấy được cái Phật tánh của chúng ta. Thì hôm nay Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta biết được đó, nghĩa là lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bản lai diện mục. À, cái bản lai diện mục là của ta hằng hiện hữu, lặng trang sáng biết tuyệt vời, trường sanh bất tử đời đời yên vui. Bằng cái tệ giác chân quang nhận ra kho báu quý, nhà mình đủ ngọc vàng khỏi lang thang khất sĩ, đừng phiền ớt hủ hoa cay đắng biết dùng có vị ngon. À, xin thưa với tất cả bà con, mình cũng thương yêu lẫn nhau như con một cha, để muốn nhắc nhở lại lời thầy, lời Phật, để mình cùng nhau tinh tiến tu cho nó kịp cái thời buổi hiện đại này. Mà Đức Thầy nói việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa trời kháng ra cái lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chống đổi thay. Thì xin thưa với bà con, mình niệm Phật rất là tinh tiến cho nó kịp với một cái thời buổi nhanh chóng mà Đức Thầy đã báo hiệu cho chúng ta. Đức Thầy đã quá thế thương yêu mới nhắc nhở một cái câu coi như là nếu để chờ sấm nổ vang thanh thì e bá tánh ăn năn đã muộn. Đền vàng xuất hiện, Đức Thầy về, Phật Di Lạc ra đời, vua Minh Vương xuất hiện, rồi là lập nên cuộc đời thượng nguyên thánh đức, rồi là mình không còn tu kịp nữa, chừng đó là không có còn kịp nữa, cũng như là chống điểm thùng, ta góp bài dở hết, không còn thi cử gì nữa. Thì ngay bây giờ trong cái giây phút hiện tại mình sẽ lập tâm, mình sẽ đặt ngay cái vấn đề để mình hành cho nó kịp, là chừng đó để rồi Đức Phật Di Lạc ra đời thuyết ba tràng pháp, mình lên tay dinh nhành quế sống cuộc đời thượng nguyên thánh đức, sẽ cứu độ ông bà của quyền thất tổ mình. Ôi vui, thật là vui. Hồi hẹn Phật tiên hiệp một ngày thế giới hết bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mặt, tam ở thảnh thơ trở gót hài. Thì xin thưa với bà con, tôi xin đọc một vài cái đoạn văn ở trong cái cuộc đời mà thức tỉnh, với lại một vài cái câu giảng của Đức Thầy, để rồi chúng ta cũng làm kỷ niệm để nhắc lại cái này, cũng như một cái câu mà các vị mà tu sĩ đã thấy được, đã nói được, rồi cái cuộc đời nó nhanh chóng mà mình sẽ làm được trong một cái thời gian xuân qua xuân đến đây. Nghĩa là xuân đã đến, xuân đã qua, nghĩa là cái cuộc đời mình vẫn trầm trễ,
mình vẫn mãn còn tư lự tình tan, mà mình vẫn muốn tu mà còn đợi chiều mai. À, thì đây tôi xin đọc lại một vài cái dần thơ. Bây giờ nói qua giảng của Đức Thầy trước đi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạy đạo đức người tu rạng lý, mong cho người hữu chỉ ở làm theo, không làm thì ắt mang eo, làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai. Thế giới phủ thần tiên giáng bút, bởi cơ trời đã thúc bên lưng. Không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cánh vui mừng tới đây. Nam mô A Di Đà Phật. Và muốn nói nữa những cái câu để cho chúng ta nhớ mấy cái câu này, cũng như là mình gặp được một cái bậc trí thức, gặp được cái nhân duyên để tạo cho mình. Để tôi xin nhắc lại. Trăm năm soi mặt gương mờ, không bằng một bữa soi nhờ gương trong. Một ngày làm bạn với sen, còn hơn trọn kiếp làm quen với bèo. Sưng đã hết mà lòng mê chưa hết, sưng chắc chắn mà cực lạc chưa sang. Thì thưa với tất cả bà con, những cái câu thơ này ý nói mình bấy lâu nay mình chưa có gặp đạo, chưa có gặp thầy, mà hôm nay mình đã gặp được là cái duyên mình lớn. Trăm năm soi mặt gương mờ, không bằng một bữa soi nhờ gương trong. Ở cuộc đời người ta thường nói như thế này, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta bấy lâu nay chúng ta không có gần với cái bậc trí thức giải thoát. À, chưa có thấy được giáo lý tuyệt vời của Đức Phật, của Đức Thầy. Thì xin thưa quý vị, hôm nay tôi nhắc lại, rồi tôi với nhớ và bà con đồng nhớ, rồi nhớ nhắc nhớ, rồi mình cùng với nhau để tu tiến tu tới, tu luôn cho kịp cái thời kỳ Long Hoa Đại Hội mà Đức Thầy đã thúc giục. Nếu không thì mình trễ là không kịp cái buổi nghe là dựng cuộc hòa minh khắp đại đồng này, cũng như trễ cái cuộc là dựng cột đồng nhà Nam chói ánh, cờ phất lên châu đốc núi Sam, các nước vô ngó thấy mà ham, thấy châu báu nhà Nam mê mết. Giờ phương Nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung, dành cho kẻ lòng trung tránh trật, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng mà chào người chân tu. Thì xin thưa với tất cả bà con, bây giờ những cái cuộc hội ngộ nào nó cũng phải chia tay, những cuộc sum họp nào rồi nó cũng phải từ giả. Thì thôi, trước khi giờ khỏi diễn đàn, cũng xin nhắc nhở lại một vài câu nguyện ước, để rồi là mình nhớ đây mà mình tu tỉnh cho nó kịp với một cái thời kỳ quá thế, nghĩa là gắt gao, và nhớ lại những cái lời mà mình thương yêu lẫn nhau như con một cha, muốn nhắc nhở, muốn là cùng tu tiến để cùng nhau tiến bước trên con đường đạo đức. Thì xin thưa quý vị, hồi thời gian trước đây tôi cũng có đi đoàn, đi tham quan viếng cảnh hành hương cứu trợ rất là nhiều nơi nhiều chỗ, cũng mười mấy năm rồi. Trước khi tôi đi thì tôi cũng nguyện với cổ quyền Thất Tổ, như Tam Bảo, như Phật Pháp Tăng, nhất là Thiên Hoàng Địa Mẫu, mình nhớ lại cái căn cội nguồn gốc, cây có cội mới mọc mầm nảy lá, nước có nguồn mà trải khắp đó đây, làm người phải biết nguồn gốc là đây có cha mẹ trước rồi sau mới có mình. Như Lai bảy kiếp chín đời, di nam cải nữ thân đời âm dương, dù cho tất cả bốn phương cũng con của tạo hóa âm dương nên người. Phật tiên thần thánh trước là người, sau tu thành đạo cũng người nhân ra. Thì lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài khai không phải bên phải của bà Ma Gia Hoàng Hậu với nhành du để Đức Phật mà khai không phải mà ra đời đó. Thì lúc đó thì ngài là Sĩ Đạt Đa,
Ngài chưa phải là Phật mà Ngài là Thái tử của nước Ca Tỳ La Vệ. Thì lúc đó Ngài mới nghe được vua, nghe sau khi mà đi dạo bốn cửa thành đó, Ngài mới thấy sanh già bệnh chết, Ngài mới buông bỏ hết tất cả, Ngài mới thấy được vô thường, Ngài thấy được đạo pháp là do đi dạo bốn cửa thành mà gặp cái người tốt đẹp trang nghiêm, cái cửa thứ tư gì đó là gặp một đạo sĩ mới nói lên sanh lão bệnh tử. Rồi Ngài mới rõ biết được cái pháp sanh diệt. Ngài mới 5 năm bỏ hoàng cung đi tìm sư học đạo. Rồi đến 6 năm khổ hạnh bên Địch Ni Liên Thiền. Rồi đến 49 ngày ngồi tại cây Bồ Đề. Lúc đó là Ngài mới tỏ ngộ. Tỏ ngộ Phật pháp rồi Ngài mới nói một cách chắc thật như thế này. Ngài nói ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Nó là lời của Đức Phật nói một cách rõ ràng. Thì Bồ Tát Thường Bức Khinh mới diễn tả cho mình thấy được cái cuộc diện đó ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bồ Tát Thường Bức Khinh nó nói mô Phật tôi chẳng dám khinh ông, vì ông có tánh Phật, mơ mốt ông tu ông sẽ thành Phật. Nó như vậy là mình ai ai cũng là Phật hết. Nên chỉ có một cái bậc giác ngộ mới nói như thế này nè. Mấy chục năm qua cầu đạo thiết tha, giờ mới hay ra được Phật chính là ta. Đức Thầy chỉ một cách rõ ràng. Đức Thầy nói Phật tại tâm chứ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi chúng đục đẽo những cây với củi đắp xi măng sơn phết đặt lên, một ba tầy giữa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối. À, thành thử ra nghĩa là không có sai khác được, nghĩa là ngục ba tỳ giữa kế một bên là mình tu theo hình tướng, chứ chính là ông Phật là ở tâm mình. Nên chi Đức Thầy mới biểu mình bây giờ hãy trở lại với cái tâm, cái lòng của mình, hãy tìm Phật trong tâm, hãy bền lòng tìm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm mà tìm kiếm ở trong não trí. Nó Phật tại tâm chứ có đâu xa. Như vậy là Phật tại đây là đúng nè, chứ mình tìm ở chùa, ở trên núi ha, bất cứ là ở đâu là toàn là Phật giả, mà Phật chính tâm mình là Phật thiệt. À, thỉnh thử mình tìm được ông Phật đây rồi thì tự nhiên thế giới hòa bình, vạn dân an lạc hết, không có còn gì nữa, không còn khổ đau gì nữa chứ. Tâm hư trung là xuất hình tại ngoại, chuông linh ngân tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Thì xin thưa với bà con, ở cái phần cuối trước khi rời khỏi diễn đàn, tôi cũng không quên cầu nguyện ơn trên, nghĩa là mười phương chư Phật và ngoại linh của tổ thầy xin đồng hộ độ cho tất cả bà con trên năm châu bốn biển thế giới của mình được tâm an thanh tịnh, thân không bệnh tật, được nghĩa là hưởng cảnh hòa bình theo giáo lý của Đức Thầy, nghĩa là ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười, và thế giới được nghĩa là an lành, chúng sanh được nghĩa là dạng sự tốt tươi, để rồi tinh tấn tu tập cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.